Lên cho cả nhà một con hai Derby, một con xe đạp trợ lực nguyên zin đến từ nhà Yamaha. Đây là một con xe trợ lực của Nhật ha cả nhà. Xài điện trực tiếp 100 110. Thì đây là một con xe mà khoảng nửa năm nay mình mới tuyển được một xe, thì cả nhà cũng biết là cái độ khó nó như thế nào. Việc mà mua lô thì nó quá dễ dàng đúng không? Tuyển những con xe zin như thế này rất là khó cả nhà. Và trước khi con xe này về thì rất là nhiều khách hàng gọi cho mình nhưng mà không có hàng, thì hôm nay có được một con xe này nguyên zin nguyên bản luôn nha cả nhà, rất là đẹp, để đi vô chi tiết cho cả nhà cùng theo dõi. Thì đây là một con trợ lực đến từ nhà Yamaha, tên của nó là hai Derby nè đó. Thì con xe này thoạt nhìn thì chúng ta sẽ thấy cái màu của nó là màu đen đúng không, nhưng mà không phải nha cả nhà, con xe này là màu xanh đen đó, tại vì ánh sáng ở trong đây nó không có được ok cho lắm, cho nên là chúng ta sẽ thấy màu đen. Nhưng thực sự ra nếu mà chạy ở ngoài đường á thì màu này là màu xanh đen nha cả nhà. Đây nè, chúng ta nhìn kỹ nè, xanh đen. Và đây là một con xe nguyên zin nguyên bản, nước sơn, nói chung là tất cả đồ đều zin hay xe hết đó. Và đương nhiên là đây là một con xe điện 100 110 nha cả nhà. Nếu mà nhà khách nào mà không có cái ổ áp á thì chúng ta bắt buộc phải mua một cái biếng áp, thì cái biếng áp đó thì tầm khoảng vài trăm nghìn đó. Còn nếu nhà ai có ổ áp rồi thì cứ ghim và trực tiếp vào nguồn điện 100 110 sạc hay cả nhà. À, đây là cục sạc của nó nè. Con Yamaha Hideobi này ở ngoài thị trường ở nước ngoài á, thì rất là được ưa chuộng vì cái máy của nó rất là mạnh hay cả nhà, và cái giá tiền con xe này nếu mua mới cũng không rẻ ha. À, đặc biệt con xe này ở ngoài sau thì nó sẽ có bốn cái bát để cho chúng ta đặt một cái ghế trẻ em để chở nè. Thì chiếc xe này là chiếc xe cho phép chở ở ngoài sau một cái ghế trẻ em nha nha cả nhà đó. Không phải dòng xe nào ở Nhật thì chúng ta cũng được phép chở người đâu, chỉ có một số dòng thôi ha cả nhà. Còn những con xe mà chúng ta thấy ở ngoài sau nó là một cái ba gây nóc thì thực chất ra nó chỉ để chở hàng hóa, chở đồ này kia thôi. Còn con xe này nó có bốn cái bát nè, bốn con ốc nè cả nhà. Trời thì nó hơi mờ mờ xíu nên là cái màu nó không được đẹp hết cả nhà, nhưng mà đây là cái chất xe nguyên zin đó. Đây, tem bọng đồ này kia là còn đầy đủ hết. Con này thì sườn nhôm nha cả nhà, sườn nhôm. Cấp số trong là cấp số âm, ba cấp số. Con này thì size 26 inch cho nên là hầu hết là phù hợp với người Việt Nam mình. Thì viên pin cũng là của Yamaha luôn, zin nguyên bản luôn nha cả nhà. Đây thì những con xe này thì nó sẽ có tem nội địa Nhật này cả nhà, đó tem nội địa ha. Đó, con này thì vừa về tới, nói chung là mình cũng chưa có làm gì hết, tại vì xe thì nó cũng đã đẹp sẵn rồi, thì chúng ta cần thì về mình đánh đánh bát lên thì nó sẽ đẹp thôi ha cả nhà. Đây thì cái bê-đan của nó cũng là bê-đan bằng nhôm luôn. Xe này thì trước đây nếu như mà tầm khoảng năm trước thì giá rất là cao ha cả nhà, những con Hideobi nè. À, tại vì cái máy nó rất là mạnh, ở ngoài sau nó cho chở một người nữa cho nên là cái máy của nó thì nó không, cái con IC của nó sẽ thoáng hơn ha, cho nên là khi mà chúng ta lên xe chúng ta chỉ cần nhấn nhẹ thôi là chiếc xe nó bay tới ngoài trước rồi. Đây tên hai Derby cái nhà, nước sơn zin nguyên bản nha, nước sơn zin luôn. Thì con này niền là niền nhôm sơn đen, cặp lớp là 26 inch đó. Lớp này là lớp lớp lớn ha cả nhà, lớp gai mà lớp lớn nên là đi cũng rất là dễ ha. Đó. Hai Derby này thì thật sự ra này cũng không cần phải giới thiệu nhiều đâu. Cái dòng xe zin của nó ở bển á, thì nó không xài cái rổ này ha cả nhà, nó có cái rổ zin của nó mà nó sơn luôn. Thì cái rổ này là rổ zin inox bãi Nhật nè, của Panasonic nè, cái này bên mình gắn vô ha, tức nghĩa là khi mà xe rớt xuống cong mà không có rổ này đâu, rổ này là mình thêm vào nè. Ở đây nó sẽ có một cái lẫy khóa cái cổ lại, khi mà chúng ta cần khóa thì khóa cái lẫy này ha. Còn đây là Shimano Nexus 3 cấp số nè đó. Thì khách hàng nào trước giờ đang đợi một con xe hai đơ này thì xem kỹ video này hay cả nhà, tại vì con xe này là nguyên bản đó. Khách nào chơi thì nhìn hàng là biết liền, là yên bổng là nguyên zin hết. Đặc biệt con xe này nó còn cái ổ khóa, còn cái ổ khóa khóa số nè, nó zin hay xe luôn. Nhưng mà bây giờ ổ khóa này mình không có biết mật mã rồi, cho nên là nếu mà khách nào mà có cách nào mở thì lấy xài được cái ổ khóa này luôn nha nhà, nó zin nguyên bản đó. Thì cái này là chủ người ta mua, người ta gắn để dành, ví dụ đi tới đâu người ta khóa lại đó.
Thì bây giờ nó đang khóa nhưng mà cái mật khẩu thì mình không biết ha. Cái này mình có thể nghiên cứu mở được cái ổ khóa này thì xài cũng ngon lắm á. Đây, về phía bên đây cũng vậy ha. Nói chung là xe này là xe rớt xuống mà lựa ra từng xe. Con này thì về nước sơn là nước sơn zin nhưng mà nó cũng phải có lâm nhâm hay cả nhà. Đó. Xe này thì nếu như mà khách muốn đẹp về đánh bát lại rất là đẹp ha. Nói chung là xe này là xe xe second hand rồi, xe Nhật bãi, tức nghĩa là ở bển nhiều khi nó bị thủng lớp hoặc này kia đó, nó không xài nữa nó bỏ thì mình mang về thôi. Nguyên zin hết hay cả nhà. Đó. Trước giờ thì xe mình bán như thế nào thì mô tả như thế thôi. Còn nếu như mà khách hàng nào mà đang yêu cầu một con xe đẹp hơn thì thật sự ra mình nói á, thì chỉ có xe mới thôi. Tại vì xe này nó như thế này là còn khoảng 80 hơn phần trăm là nó đã quá dữ rồi. Đó. Rất là khó kiếm hết cả nhà. Còn cái việc mà chiếc xe mà đã làm lại hết rồi thì dễ dàng lắm. Còn này là zin nguyên bản hết cả nhà. Đây. Tem mác là còn đầy đủ hết, không có thiếu cái gì hết nha cả nhà. Rồi, con xe này mình kêu bán là 10 triệu 500 nghìn ha cả nhà. Xe thì ship toàn quốc, nói chung là ở đâu gửi cũng được hết. Về mặt vận chuyển thì không cần phải lo, à, gửi ra tới miền Trung, miền Bắc gì cũng gửi được hết. 10 triệu 500 còn phí vận chuyển. À, cả nhà nào chơi hoặc là cần những tấm hình chụp chi tiết xe hay gì đó thì cứ liên hệ mình qua Zalo, qua số điện thoại mình có để ở phần mô tả là 089 883 1234. Xe đạp Nhật bãi xin chào, hẹn anh em một clip kế tiếp và những con xe kế tiếp.